Tính riêng tại xã Lũng Cú thì hiện nay có 7 dân tộc cùng sinh sống, nhưng có 2 dân tộc chiếm phần đa hơn, đó là dân tộc Mông và dân tộc Lô Lô. Theo tiếng Mông gọi Lũng Cú, nơi đây gọi là Lũng Ngô, bởi vì tiếng Mông sở dĩ Cú là Ngô. Còn theo tiếng Lô Lô gọi Lũng Cú, nơi đây gọi là Long Cư, phát âm theo tiếng Hán Việt tức là nơi rồng ở. Tương truyền rằng xưa kia rồng tiên xuống trần gian để du ngoạn, thấy cảnh vật đẹp hữu tình nhưng cuộc sống ở trên đây rất là khổ cực, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân thì hiền lành chất phác. Trước khi rồng bay về trời, rồng thương tình để lại đôi mắt. Kính thưa cô bác quý anh chị, sau một hành trình gian nan vất vả đi bằng xe gắn máy thì Bùi Hồ đang có mặt ở dưới chân cột cờ Lũng Cú, một trong những cái cột cờ lịch sử của và đẹp nhất của tỉnh Hà Giang. Vậy thì để nghe thuyết minh về cái cột cờ này thì lên đó như thế nào, mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Và bên kia là một cái quầy vé, mình lại đó mình sẽ mua vé để lên cột cờ trên đó. Kính thưa cô bác quý anh chị, thì Bùi Hồ đang cùng với một em người dân tộc Lô Lô. Em có thể giờ tự giới thiệu về mình ha. Em ba tên là Thèm Thị Hoa, là thuyết minh viên tại điểm cột cờ quốc gia Lũng Cú. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn anh và thuyết minh anh tất tần tật ở nơi này nha Hoa nha. Dạ vâng ạ. Sau đó em thì đây là cái vé mà Bùi Hồ phải qua vé 10.000 đồng một vé cho mỗi người nha. Em mời anh. Em thì mình thôi đi. Dạ. Vào giờ trưa này nên là hơi nóng một chút. Buổi sáng đây là lạnh lạnh. Anh thì ở miền xuôi không quen thì cảm giác cũng se se lạnh nhỉ. Dạ vâng. Thời tiết ở trên Đồng Văn này là một ngày thì có giống như là ngày một ngày có 4 mùa. Buổi sáng thì khá là lạnh. Buổi trưa thì bây giờ hơi nóng một chút, buổi chiều thì mát mát, buổi tối thì lạnh rồi. Một ngày em đi thuyết minh bao nhiêu đoàn như thế này Hoa nhỉ? Khoảng 5-7 lượt một ngày ạ. Ồ. Vâng ạ. Em có thể giới thiệu qua cho mọi người biết đi. Mình lên trên. Vâng. Khá là mệt đúng không? Vâng. Anh thì lội không quen. Em chắc ngày nào cũng lội thì lội những cái bậc thang như thế này cũng quen hả? Dạ vâng ạ. Hèn chi là em đẹp vậy. Em cảm ơn anh. Ở đây có hóa thạch Mậu Ba thì mình sẽ ra đây tham quan. Ôi. Ở trong này. Cái này là gì em? Hóa thạch Mậu Ba thì anh có qua trong này không ạ? Thôi không cần đâu. Em sẽ giới thiệu qua một chút về hóa thạch này nhé. Vâng. Ở phía bên tay trái anh đây chính là hóa thạch Bọ Ba Thùy. Hóa thạch Bọ Ba Thùy nằm trong hồ kính trắng ở trong vạch vô trắng đấy. Rất là bé giống như cái mi mắt. Đấy chính là hóa thạch phần đuôi của con Bọ Ba Thùy. Con Bọ Ba Thùy này là sống ở dưới đáy lòng đại dương, phát hiện hóa thạch ở vị trí này, tức là chứng minh rằng cách đây khoảng hơn 500 triệu năm về trước, vị trí này dưới đáy lòng đại dương. Và quá trình kiến tạo nên vỏ trái đất thì mới nhô lên như ngày hôm nay. Lên dốc hơi mệt nên là hơi hụt hơi một chút. Không sao. Và bây giờ anh sẽ là ở trong này đây hả? Vâng, ở trong hồ kính đó. Ồ. Vâng. Cái phần màu trắng em nhờ. Dạ vâng ạ, ở trong cái vạch màu trắng đó. Ờ. Thì bên ngoài đây có đồng xu 500, ở đây chính là tượng trưng con bọ này bé hơn đồng xu 500. Thứ hai là để cho mọi người dễ nhớ hơn cái số niên tuổi đây, đó là cách đây khoảng hơn 500 triệu năm về trước, vị trí này dưới đáy lòng đại dương. Nó có tên là Ba Thùy bởi vì con này thuộc ngành chân khớp, cơ thể có hai rãnh sâu chia cơ thể ra làm ba phần nên gọi là Bọ Ba Thùy. Vâng, sau đây em xin mời anh tiếp tục hành trình. Anh lên trên này biết đến tên là ngón chưa anh? Cây, anh nghe nói nhưng mà anh chưa biết. Ở trên đỉnh núi này có cây lá ngón, anh có muốn tìm hiểu thêm không anh? Cũng được. Anh nghe nói rằng là cái cây lá ngón đó thì khi mà mình ăn phải thì mình sẽ chết. Vâng ạ. Những cái cặp tình nhân họ muốn khi mà họ gặp những cái trục trặc thì họ muốn tìm đến cái đó đúng không? Đúng rồi. Đấy là tiêu biểu nhất là câu chuyện vợ chồng A Thủ đó. À. Đây ạ.
Cái lá nhỏ này đây hả em nhỉ? À dạ không, cây lá ngón là cái này dây bên trong này, lá mọc đối xứng nhau, dây nó quấn vào cái cây. Cây này. Ồ, anh thấy rồi. Vâng. Hai lá đòn mọc đối xứng với nhau, đó là một thân dây leo. Đúng rồi. À. Nếu mà có hoa thì nó hoa sẽ nở màu vàng, nhưng mà bây giờ chưa đến mùa hoa. Cây lá ngón này là cây cực độc, chỉ cần ăn ba lá đi vào trong cơ thể thì sẽ tử vong. Chất độc của cây lá ngón này đi vào trong cơ thể nó sẽ gây đứt ruột chết. Chính vì thế nó còn có một tên gọi khác nữa, đó là đoạn trường thảo. Nó độc như vậy nhưng mà có một loài con vật ăn được. Anh có đoán được con gì không ạ? Không. Con dê, chính xác ạ. Con dê ăn được cây lá ngón này mà không chết. Chính vì thế ở vùng cao bọn em gọi con dê bằng cụ là như thế đấy ạ. À. Ngọt à. Đấy là câu chuyện cười thôi. Em rất vui em hoa nhỉ. Anh khá thấm mệt, không quen. Thế thì mình đi chậm chậm thôi nhá. Ờ. Em thì leo quen rồi. Ờ. Em làm cái công việc này lâu chưa? Dạ, em làm cũng năm nay năm thứ 8. Ừ. Dạ vâng. Trước đây em học ngành hướng dẫn viên du lịch ra nhỉ? Dạ vâng ạ. Em học ở dưới Thái Nguyên. Và bên trên này làm luôn. Vừa mới leo qua 279 bậc đá, hiện nay đoàn chúng ta đang anh em mình đang đứng ở vị trí này, đó là dưới chân cột cờ Lũng Cú. Cột cờ Lũng Cú này thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây cách thành phố Hà Giang là 154 km, còn cách thị trấn Đồng Văn là 24 km. Cột cờ Lũng Cú nằm trên đỉnh núi đây mang tên là núi Rồng, với độ cao là 1.468 m so với mặt nước biển. So với độ cao này, đỉnh núi Rồng đây không phải đỉnh núi cao nhất của nước Việt Nam mình, nhưng nơi đây chính là nơi địa đầu cực bắc của Tổ quốc Việt Nam, nơi mà mỗi người con dân Việt Nam mình đều mơ ước một lần đặt chân đến. Tính riêng tại xã Lũng Cú thì hiện nay có 7 dân tộc cùng sinh sống, nhưng có 2 dân tộc chiếm phần đa hơn, đó là dân tộc Mông và dân tộc Lô Lô. Theo tiếng Mông gọi Lũng Cú nơi đây gọi là Lũng Ngô, bởi vì tiếng Mông sở dĩ Cú là Ngô. Còn theo tiếng Lô Lô gọi Lũng Cú nơi đây gọi là Long Cư, phát âm theo tiếng Hán Việt tức là nơi rồng ở. Tương truyền rằng xưa kia rồng tiên xuống trần gian để du ngoạn, thấy cảnh vật đẹp hữu tình nhưng cuộc sống ở trên đây rất là khổ cực, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, người dân thì hiền lành chất phác. Trước khi rồng bay về trời, rồng thương tình để lại đôi mắt, tạo thành hai hồ nước ngọt tự nhiên duy nhất ở xã Lũng Cú. Một hồ nước nằm bên làng Lô Lô Chải là hướng bên này đây. Vâng, đây là một hồ nước nằm bên làng Lô Lô Chải. Một hồ nước nữa nằm bên làng Mông là gần bên kia. Lát nữa đoàn chúng ta di chuyển sang bên kia, em sẽ chỉ sau. Hai hồ nước này quanh năm có nước không bao giờ cạn. Mặc dù ở ngoài không có nguồn nước tiếp vào mà bên trong cũng không có lối dẫn nước đi ra, nhưng hai hồ nước đây vẫn luôn giữ được mực nước. Đồng bào trên đây rất là quý hai hồ nước, tận dụng nước dùng để ăn uống sinh hoạt hàng ngày. Trước đây đồng bào còn dùng nước này dùng để ăn uống, nhưng mà bây giờ được đảng và nhà nước hỗ trợ những bể chứa tại gia đình để hứng nước mưa. Giờ đồng bào đã chuyển hai hồ nước đây dùng để nước sinh hoạt và tưới tiêu hàng ngày. Tính tổng số bậc thang xuất phát từ dưới chân nhà nghỉ cực bắc là xuất phát từ điểm dừng chân dưới kia gần với trạm kiểm soát biên phòng Lũng Cú. Lên đến ngọn cờ trên đây có tổng số là 839 bậc, được chia ra làm 3 chặng. Chặng thứ nhất là từ dưới chân nhà nghỉ cực bắc lên đến trạm dừng chân lúc nãy có tổng số là 425 bậc. Chặng tiếp theo chúng ta vừa bước qua đây là có 279 bậc đá, và chặng cuối cùng trong lòng cột cờ này có 135 bậc bằng bê tông cốt thép. Số đá để xây dựng công trình đây thì được tận dụng ở trên Đồng Văn, bởi vì Đồng Văn này được mệnh danh là cao nguyên đá Đồng Văn, có rất là nhiều đá nhưng đá trên đây thuộc đá cổ nên quá trình cắt xẻ là hay bị vỡ. Phần lớn mà lát phía bên trên này mình được vận chuyển ở núi Nhồi, Thanh Hóa lên. Vâng. Hiện nay thì đoàn chúng ta đang đứng ở vị trí đây với độ cao là 1.468 m so với mặt nước biển. Ở tọa độ đó là 23 độ 22 phút Bắc, 105 độ 19 phút Kinh Độ Đông. Theo tấm bia đá kia, chỉ sang hướng trước mặt đây là hướng chính Bắc của nước Việt Nam mình. Hướng Bắc nước Việt Nam mình giáp với nước Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Qua dãy núi trước mặt đây xuống dưới kia có con sông Nho Quế bắt đầu từ vị trí thung lũng này, kéo dài đến huyện Mèo Vạc,
Phía bên này sông là của nước Việt Nam mình, còn phía bên kia sông là của nước bạn Trung Quốc. Cũng vị trí này người ta thường ví nước Việt Nam mình với Trung Quốc, đó là núi liền núi, sông liền sông. Hướng trước mặt đây là sông liền sông, còn hướng phía bên tay trái này là núi liền núi. Vâng, em xin mời anh nhìn sang hướng bên này một chút. Anh nhìn thấy cái đường vắt ngang lưng núi đằng xa ở phía bên dưới thấp kia không ạ? Đường trắng đó anh Thanh. Vâng vâng, cái đường vắt ngang lưng núi đằng xa ở phía bên dưới thấp đấy chính là con đường cụt của đất nước Việt Nam mình. Phía đầu đường bên trên kia vị trí bằng bằng giống như cái sân đằng xa màu trắng ở eo núi đấy ạ. Anh thấy rồi. Dạ vâng, đấy chính là con đường cụt của nước bạn Trung Quốc. Việt Nam mình với Trung Quốc, vị trí này là không làm đường thông nhau, chỉ làm đường cụt như thế thôi, và ở vị trí đây cũng không có cửa khẩu. Phía bên trên cái đường cụt của Trung Quốc, anh nhìn check sang phía bên tay phải này ạ. Trên cái mỏm núi thấp đó có một cái cột trắng trắng giống như cột điện, anh nhìn thấy không ạ? Anh thấy rồi. Dạ vâng, cái cột trắng trắng mà giống như cột điện đấy chính là cột thu và phát tín hiệu, có lắp camera quan sát của bên Trung Quốc. Thẳng cột trắng, anh vừa nhìn thấy xong, dòng ngay xuống dưới chân cột có một chấm nhỏ trắng ở eo núi, anh nhìn thấy không ạ? Ừ. Vâng, đấy chính là cột mốc 422 ngăn cách giữa Việt Nam và Trung Quốc. Từ đây ra đến vị trí cột mốc 422 đấy còn khoảng 1,7 km theo đường chim bay. Đi theo con đường tuần tra của các anh chiến sĩ biên phòng Việt Nam mình dưới đây là còn khoảng hơn 2 cây số nữa là hết đất Việt Nam mình. Và khuất sau ngọn núi lớn trước màn này, Việt Nam mình còn có một thôn cuối cùng nữa. Thôn địa đầu cực Bắc của Tổ quốc chính là thôn Xéo Lủng của người dân tộc Mông. Và hiện nay còn hơn 50 hộ mình giáp về Trung Quốc, đó là trấn Tùng Cảng, huyện Malifor, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Và trên bản đồ Việt Nam mình cái chóp nón để bắt đầu cho giải đất hình chữ S thiêng liêng của Việt Nam, nơi địa đầu cực Bắc của Tổ quốc Việt Nam mình là còn cách đây khoảng hơn 4 km đường bộ, hơn 2 km đường chim bay nữa. Vị trí đấy là nằm khuất sau ngọn núi hình chóp nón đây ạ. Thẳng xuống dưới sông Nho Quế, đất Việt Nam mình sẽ được kéo về hình vòng cung như vậy và kéo dài một dải tới mũi Cà Mau, đó là cực Nam của Tổ quốc. Sở dĩ cột cờ quốc gia Lũng Cú mình được đặt ở vị trí đây chứ không phải vị trí gần đường biên mốc giới nhất là bởi vì cột cờ đây đã có tiền thân là từ thời Lý. Khi Lý Thường Kiệt hội quân trấn ải Biên Thùy, ông đã cho treo một lá cờ tại nơi đây để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Cũng chính nhờ lá cờ đó mà mảnh đất biên cương này luôn được giữ vững trong những năm tháng lịch sử. Đến năm 1978, hồi đấy đồn biên phòng Lũng Cú có cho cắm lại một cột cờ mới, cây cột cờ bằng cây sa mộc, cây cao 12m, lá cờ rộng 1,2m. Đường kính của cây sa mộc hồi đấy có đường kính là 20cm, được 24 chiến sĩ biên phòng cùng dân quân xã khiêng từ dưới chỗ chân nhà chờ lúc nãy lần chúng ta vừa dừng chân lên đến trên đây cắm ở đây để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Đến năm 2000, được sự chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang cho phép huyện Đồng Văn này được xây dựng một công trình mang tính tầm cỡ quốc gia để thu hút khách du lịch trong và ngoài nước và để khẳng định chính trị ngoại giao của Việt Nam. Công trình anh đang nhìn thấy trước mặt đây là công trình đã được xây dựng trùng tu lại năm 2010 và đợt trùng tu gần đây nhất đó là năm 2017. Phía dưới chân bệ này có tổng cộng đó là 8 bức phù điêu thể hiện cho đời sống văn hóa tinh thần cũng như là quá trình giữ nước của cha ông ta. Phía bên trên có bức phù điêu trống đồng. Vào thời Hoàng đế Quang Trung khi ông đánh thắng giặc ngoại xâm, ông có treo một chiếc trống đồng tại trạm gác vùng biên ải, tức đồn biên phòng Lũng Cú, Tiền Tiêu bây giờ. Cứ mỗi canh lại gióng lên ba hồi chuông đĩnh đạc để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Nên quá trình xây dựng trùng tu lại công trình này, Đảng và Nhà nước có chú ý gắn bức phù điêu ở đây để cho con cháu sau này sẽ đời đời ghi nhớ công ơn giữ nước của cha ông ta. Tính tổng chiều cao ạ, từ chân bệ này lên đến ngọn cờ trên kia có tổng chiều cao là 34,85m. Từ chân bệ mà lên đến chỗ xà lan can trên kia có chiều cao là 20,6m. Riêng cán cờ này có chiều cao là 14,25m. Lá cờ có chiều dài là 9m, chiều rộng là 6m, tổng diện tích là 54m2. Con số này đại diện cho 54 dân tộc anh em đang sinh sống trên đất nước Việt Nam mình. Và lá cờ này sẽ treo trên đây 24/24 để khẳng định chủ quyền lãnh thổ. Đặc biệt đó là không có lễ treo cờ, hạ cờ hàng ngày như ở dưới Hà Nội, nên quá trình đấy hay bị gió giật rách, khoảng 1-2 tuần thì sẽ được thay một lần. Mà cũng không cứ là 1-2 tuần thay, có thể sáng hôm trước vừa mới treo, hôm sau gặp bão là lá cờ này đã bị rách. Rách thì sẽ do các chiến sĩ biên phòng thuộc đồn biên phòng Lũng Cú thay luôn. Lá cờ trên đây cũng đã được mang ra đến mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc, và mang ra đến đảo Trường Sa để khẳng định chủ quyền lãnh thổ Việt Nam. Lá cờ đầu tiên rộng 54m2 treo trên bầu trời Việt Nam mình hiện nay đang lưu giữ dưới bảo tàng tỉnh Hà Giang ạ.
lối đi vào trong lòng cột cờ là đi sang hướng nam. Rồi, anh cảm ơn em rất là nhiều. Bây giờ anh em mình sẽ đi lại đó nha. Dạ vâng ạ, em xin mời ạ. À, nhờ Thoa mà anh biết được nhiều thứ hay ho về lịch sử mình quá. Dạ vâng, em cảm ơn anh nhiều. Đấy là công việc của em thôi. Em như cửa có mở không? Dạ có mở ạ. Đây là lối vào của mình lên cột cờ hoa hả, Thoa? Vâng ạ. Ở trong này thì có 135 đồng. Đây là trong lòng của cây cột cờ để lên trên đến đỉnh của cây cột cờ. Như Thoa đã hướng dẫn, chúng ta phải bước qua 135 bậc thang. À, thưa cô bác quý anh chị, thì Hoa mới vừa cùng với Hồ lên 135 bậc thang để lên đến đỉnh của cột cờ. Và phía sau lưng lá cờ bay phất phới này là diện tích là bao nhiêu Hoa hơn? Tổng diện tích là 50m², chiều dài là 9m, chiều rộng là 6m, tổng diện tích 50m². Các bạn từ dân tộc anh em sống trên đất nước Việt Nam mình. Lá cờ một người thì mang dáng hình của non sông đất nước này, không biết là trong mỗi trái tim của người con Việt Nam mình đều có một cảm xúc riêng nhưng có lẽ thiêng liêng hơn cả, đấy là tinh thần tự hào dân tộc, tinh thần yêu quê hương tổ quốc. Và đứng ở đây thì mỗi người đều có một cái cảm xúc nhất định riêng. Đứng ở vị trí này mà mình cũng có thể quan sát để nhìn thấy cái một hồ mắt rồng nữa bên làng mông là hướng bên này. Mày đi ra, ôi thằng gì đi ra, đi ra cửa, mày mất phòng người đi ra nào. Hồ này đây hai em ạ. Đây là một hồ mắt rồng nằm bên làng Mông đây. Hai hồ này đối xứng nhau qua ngọn núi mình đang đứng giữa đây. Quanh năm có nước không bao giờ cạn. Năm 2013, giáo sư sử học Lê Văn Lan lên trên đây đã khẳng định vị trí này là vị trí địa linh nhân kiệt, rồng trầu hồ phục. Vị trí anh em mình đang đứng đây là vị trí đầu của một con rồng. Hai bên là có hai hồ nước tượng trưng cho hai mắt rồng. Xung quanh ở đây có 9 ngọn núi tượng trưng cho 9 con hồ đang phục về ngọn núi Đoàn Chúa nào đây. Ngọn núi đầu tiên là sẽ bắt đầu tự ngọn núi này và kết thúc là ngọn núi thứ 9, hiện tại đang xây chùa của hướng mắt vào này. Cái đó là cũng của Việt Nam mình nhỉ? Dạ vâng, trước mặt đây vẫn là của Việt Nam mình, qua dãy núi đang xây chùa sang phía bên kia là của Trung Quốc. Rất thiêng liêng. Thầy anh cảm ơn em nhiều nha Hoa nha. Vâng. Dạ, cô bác quý anh chị thấy làm YouTuber cũng khá là vất vả khi mà Bùi Hồ đội xe ở đây thì nhìn qua những cái quãng đường mình đi đó, qua những cái mặt đường, con đường trắng dọc theo bên sườn đồi thẳng lên tới tuốt trên đỉnh trên đó đó đó, có nghĩa là qua mấy quả đồi rất là khó khăn vất vả cô bác quý anh chị. Thì Bùi Hồ xin kết thúc video clip của mình tại đây, thì tiếp tục những hành trình tiếp theo sẽ có những video clip tiếp theo. Xin mời quý vị và các bạn nếu thương Bùi Hồ hãy đăng ký kênh và cho một like nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video clip tiếp theo nha.